Hello các bạn, hôm nay là ngày 6 tháng 1 cũng như ngày đầu năm thì mình cũng có một số mặt hàng nội địa Nhật mới về thì mình cũng test cho anh em xem luôn. Khoan hai chức năng, có búa Hitachi, bào Makita 82, cưa lộng có điều tốc, máy thổi 600W, máy thổi 700W, cưa xích Hitachi, Makita, Ruby, máy cắt sắt Shinawa, máy cắt gỗ Hitachi lưỡi 109, máy cắt gỗ lưỡi 109. Đây là 165 hai con. Thì đợt hàng này á thì mình về mình tiễn cho anh em là những cái dòng máy cưa là máy đẹp không nha. Máy cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đỉnh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đây là con khoan Hitachi. Con khoan Hitachi. Còn công suất này bao nhiêu watt ạ? 380W. Khoan Hitachi này thì công suất nó 380W. Thì với cái đời này thì các bạn cũng biết rồi, cái đời này thì các bạn cài thoải mái ha. Đầu măng ranh thì 10 ly. Đầu măng ranh thì 10 ly. Cái đầu khoan á thì 10 ly. Dây thì dây zin nha, dây zin theo máy. Rồi mình test luôn. Bây giờ mình test điều tốc cho các bạn xem ha. Điều tốc rất là nhuyễn, máy chạy rất là im ha. Đảo chiều thì cái dòng Hitachi này thì nó đảo chiều ở dưới đây, ở dưới đít này các bạn gạt qua là đảo chiều. Máy chạy rất là im nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử chức năng khoan búa. Đây là bây giờ hiện giờ là chức năng khoan búa đây nè. Đó, chức năng khoan búa thì các bạn sẽ chỉnh cái dòng ở trên đầu, trên gần cái đầu khoan ha. Đây là khoan búa. Ok, rồi chức năng khoan thường. Chức năng khoan thường thì các bạn xây ngược kim đồng hồ là nó bắt đầu nó sẽ trở lại là khoan thường, khoan sắt á. Khoan búa. Ok. Với cái máy khoan Hitachi hai chức năng này thì mình có giá bán là 550 nha. 550 dây zin. Rồi tới cái bào 82. Đó, bào 82 ngoại hình cực kỳ đẹp nha các bạn. Đó, dây là dây zin theo máy luôn. Đó. Để mình coi cho các bạn xem cái ngoại hình bào ha. Đây là lưỡi của nó. Đó. Lưỡi của nó thì còn láng o nha các bạn. Đó. Bào này nó còn đủ đồ hết nha các bạn. Đó, lỗ tai che dâm đồ còn đầy đủ hết. Đó, lỗ tai che dâm còn đầy đủ hết. Con quay vậy bị tối không? Con che ánh sáng không? Đây. Bây giờ mình test chức năng máy ha.
Ok. Cái này nó bị xước nha các bạn. Tại vì nãy bỏ xuống cái gỗ, rồi mình đang chỉnh cái lưỡi bào hơi bị thấp. Đó, nó bị xước thôi chứ không phải là máy nó kêu nha. Để test lại cho các bạn xem. Ok. Bào Makita thì mình cũng đọc cái thông số luôn. Nó là M1900. Đó. Chạy dòng điện 100V, công suất 480W. Vận tốc chạy của máy là 16.000 vòng trên phút, lưỡi 82 ha. Ok. Cái bào này thì mình bán với giá là 700. Bào Makita mình bán với giá 700 nha các bạn. Bào này là còn rin từ A tới Z hết, dây rin theo máy luôn. Đó, ngoại hình còn đẹp cực kỳ, lỗ tai che dâm còn đầy đủ. Rồi, tới cửa lồng. À, cửa lồng rất là xinh xắn, nhỏ gọn đẹp ha. Đẹp long lanh luôn, len keng luôn, xanh dần luôn, dây là dây rin ha. Đó thì cửa lồng này thì nó có điều tốc nha các bạn. Đó, nó có điều tốc. Đó, cửa lồng thì mình này thì mình sẽ đầu tư vô cho các bạn là một cái lưỡi cưa gỗ. Đó là lưỡi của Nhật luôn nha. Lưỡi này là mình bao các bạn cắt. Đó. Bây giờ mình đọc cái thông số của nó. M433 Makita M433 ha. Chạy dòng điện 100V. Công suất 310W. Vận tốc chạy của máy là 3200 từ 0 cho tới 3200 vòng trên phút ha. Rồi ok. Rồi test chức năng máy cho các bạn luôn. Bây giờ là mình test cái điều tốc ha. Đó, điều tốc nè. Rất là nhuyễn, rất là êm ái ha. Ok, bây giờ mình cũng cắt test cắt thử một miếng gỗ cho các bạn xem luôn. Đó, lưỡi bên mình là cực kỳ bén nha các bạn. À, bên mình là hỗ trợ cho các bạn là lưỡi Nhật luôn. Đó, bởi vì các bạn về cứ yên tâm mà cắt. Đây là dán dầu nha các bạn. Đó, đây là gỗ dầu, dán này dán dầu. Quá nhẹ nhàng ha. Đường gỗ, đường cắt rất là mịn. Rồi ok. Qua bụi. Rồi, với cái máy cưa lọng M433 này thì con này thì có điều tốc. Con này mình bán với giá là 450 nha các bạn. Đó, ngoại hình máy còn cực đỉnh, cực đẹp ha. Dây là dây rin. Đó, ngoại hình máy cực đẹp. Rồi, cưa lọng có điều tốc 450. Rồi, tới cưa lọng luôn. Con cưa lọng này thì nó không có điều tốc nha các bạn. Đó, nhưng mà ngoại hình nó còn rất là đẹp. Đó, nước sơn rin là còn theo máy luôn. Đó, đế này nè, bản đế nè, còn rất là sáng sủa ha. Đó, bản đế là rất là sáng sủa. Thì với cái cưa lọng không điều tốc này thì mình cũng gắn cái lưỡi Nhật vô cho các bạn luôn. Đó, cưa lọng này thì bây giờ mình đọc cái thông số của nó luôn. Công suất chạy dòng điện 100V, công suất là 390W, vận tốc chạy là 3100 vòng trên phút ha. Rồi, mình cũng test luôn. Đó, với cái đời này á, đời cưa lọng mà đời cổ này á, thì các bạn về các bạn bao các bạn cài thoải mái ha. Đó, cài là bao hư. Quá ngọt ha.
Đó, lưỡi bên mình cung cấp cho các bạn là các bạn khỏi lo. Đó, cắt rất là ngọt. Rồi, với cây cưa lỏng không điều tốc này, cây cưa này thay gì đó, lúc trước mình bán chỉ có 350 thôi, nhưng mà bây giờ con này thì mình lấy cái giá cũng hơi cao ha, với lại máy nó cũng đẹp, ngoại hình nó cũng đẹp, thì bữa nay thì mình lên là thêm 50k, là cũng như là máy này mình bán 400.000. Đó, ngoại hình máy rất là đẹp, máy chạy êm ru luôn, dây là dây riêng luôn ha. Rồi, cưa lỏng không điều tốc 400.000. Rồi, tới máy thổi. Máy thổi Makita dây một cục ha. Dây này là dài được 5m nha các bạn. Đấy, dây dài được 5m. Lát cho test máy cái đầu cho thổi cái quay vô đây ha. Đây. Quá mạnh. Đó, với cái đời Makita mà dòng cái dòng 600W này á, thì nó thổi hơi, nó thổi gió là cực kỳ mạnh nha các bạn. Với lại nó kết hợp là nó được cái quạt lớn nữa, mình thử ra nó thổi hơi rất là mạnh. Rồi, mình cũng đọc cái thông số của nó luôn. Makita 100W. Công suất là 600W. Vận tốc chạy là 16.000 vòng trên phút ha. Đó, máy còn cực đẹp. Dây là dây zin dài theo năm dài 5m. Đó, với cái máy Makita này thì mình bán 500.000. Đó, máy thổi Makita 500.000. Rồi, tới cái con máy thổi Baramot. À, con này ha, con này lớn à. Con này ống thổi lớn ha. Đó, thì cái công suất con này đâu coi, mình cũng đọc cho các bạn luôn. À, chạy dòng điện 100W. Công suất là 700W, vận tốc chạy là 16.000 vòng trên phút ha. Đó, con này thì nó có hai chức năng. Đó, chức năng lô và hai ha, chức năng chậm và lẹ. Đó, với cái con này thì có hai chức năng. Nhưng mà dây của nó thì là dây của nó thì chỉ dài đâu được khoảng 2m thôi nha các bạn. Đó, cái máy này thì nó công suất lớn nhưng mà có cái này cũng chế có cộng dây của khoảng 2m thôi. Nó không được dài như con Makita. Rồi, mình test máy cho các bạn luôn. Con này thì các bạn mà xịt đồ lớn rồi cũng thoải mái. Nè, đây là một cái hộp. Cái hộp cánh quạt của nó. Ha. Đó, đóng lại, mở ra, đóng lại, ok. Rồi bây giờ mình sẽ test chức năng lô, chức năng chậm đi. Đó, chức năng lô của nó, bắt đầu chậm nè. Wow, cái quạt này lớn ha. Ống thổi này cũng lớn. Ống thổi này cái đường kính của nó là chắc khoảng khoảng 75 á các bạn. Cái đường kính của cái ống khoảng 75 ha. Đó, máy này thì rất lớn, rất là các bạn thổi là rất là khỏe. Đó, thổi mấy cái đồ lớn là rất là ok cái máy này. Thì với cái máy Baramot này thì mình bán với giá là 550. Đó, Baramot này 550 ha. Ok. Rồi, bây giờ mình test tới cưa xích đi ha. Rồi, con cưa xích rất là xinh xắn ha. Màu trắng mà kết hợp màu xanh là thấy nó đẹp dữ ha. Đó, ngoại hình máy nó còn cắt cực đỉnh, cực đẹp. Đó.
làm được là còn còn nguyên xi hết ha. Cái máy này bên đó là chỉ là nó trưng bày thôi chứ tính ra nó cắt là nó chưa cắt đâu đó, bởi vì ngoại hình còn rất là đẹp ha. Rồi mình đọc công cái thông số luôn, chạy dòng điện 100V, công suất là 770W. Con này thì lam 30 nha các bạn, lam nó là lam 3 tấc, lam 3 tấc. Ok, dây thì dây zin luôn. Rồi thì với những cái dòng cưa xích bên mình á, thì mình sẽ bao cho các bạn bất cứ một cây cưa xích nào là lưỡi xích đó, làm xích là cắt còn rất là ok, rất là ngọt nha. Đó, tự vì mà ở đây mình không có gỗ test cho các bạn xem nữa, thử ra mình sẽ bao cho các bạn cắt. Ok, cưa xích Hitachi 770W. Con này thì mình bán với giá là 650 nha các bạn. Đó, con này thì ngoại hình nó còn cực đẹp ha. Đó, đẹp len keng luôn. Rồi, cưa xích Hitachi 770W, 650. Rồi, tới cái cưa xích Ruby. Cưa xích Ruby này cũng như là dây zin luôn nha các bạn. Đó, cưa xích Ruby. Mình đọc thông số luôn. Cưa xích Ruby AC 12, dòng điện 100V, công suất là 12A, là tương đương 1150W ha. Đó, con này là nó chạy được 470 vòng trên phút. Đó, con này thì công suất là 1150W nha các bạn. Cưa xích 1150W, 700.000. Cưa xích Ruby 1150W, 700.000 nha các bạn. Rồi, tới con cưa xích Makita, công suất lớn ha. Con này thì nó còn cực đẹp nha, còn đồ bao lưỡi đầy đủ hết. Dây là dây zin dài 5m. Đó, làm đây. Con này thì lam của nó lam 4 tấc rưỡi nha các bạn, lam 4 tấc rưỡi đó, lam 4 tấc rưỡi, lam Latin nha. Con này thì nó có chục nhông trên đầu đó, lam này lam Latin đó. Bởi vì cái con này thì về các bạn có thể là cắt nhũi đầu cắt cũng vẫn được bình thường ha. Đó, nó có chục nhông đầu nha các bạn. Rồi mình cũng đọc cái thông số luôn. Makita 100W 14A ha, là tương đương 1130W, 1330W. Cái công suất của nó thì nó chạy được 400 vòng trên phút ha. Rồi, con này cắt đầu lớn ngon à, làm 4 tấc rưỡi. Đó, ngoại hình máy còn cực đẹp ha. Cái con này á, thì nó có một cái chức năng là khóa lưỡi nha các bạn. Đó, chẳng hạn như vậy là lưỡi không xoay. Đó, hiện bây giờ đang tình trạng khóa lưỡi ha. Hiện bây giờ là đang tình trạng khóa lưỡi. Khi mà các bạn muốn xài, muốn cho cái lưỡi xích nó quay thì các bạn kéo lên. Kéo đó, kéo cái núp lên. Đó, kéo cò lên bắt đầu xích nó hoạt động.
Rồi bây giờ các bạn không xài nữa thì các bạn muốn có cái sự an toàn thì các bạn buông xích ra, buông lâm ra đó, buông xích ra bắt đầu là mát đó. Các bạn bóp cò nhưng mà xích nó không hoạt động ha, cái này là coi như là nó phá xích, coi như là có chức năng phá xích ha. Đó, làm xích đồ là còn cực đẹp nha các bạn, cực mới, làm xích là còn cực mới, còn đồ bảo vệ ha. Đó, còn đồ bảo vệ lưỡi, dây thì dây dài 5 mét. Rồi con này thì mình bán với giá là 1,1 triệu nha các bạn. Đó, Makita con này mình bán với giá là 1,1 triệu, công suất 1130W, làm 4,5 tấc, dây zin dài 5 mét, với giá là 1,1 triệu. Rồi test cái cưa đi, cưa cắt sắt, cưa cắt sắt xin đeo, cưa cắt sắt Makita, lưỡi đây, lưỡi còn cũng cực đỉnh nha, cực đẹp. Đâu để mình kiểm tra coi nó còn nó có cái bị thất thoát lưỡi nào không. Wow, 1 OK. Với cái lưỡi cắt sắt này thì nó mẻ đúng 1 găng 1 nha các bạn, mẻ đúng 1 găng 1, nhưng mà cắt còn rất là ngon. Mình có test thử rồi, mình cắt rất là ngon, tại vì mình không có sắt cắt nữa, mình thử cho mình không có test cho các bạn xem đó. Cái lưỡi này thì mình mẻ đúng 1 găng, nhưng mà hợp kim nó còn rất là bén nha. Wow. Đó, dây này thì dây zin luôn, dây zin của nó luôn, dây zin dài 5 mét nha các bạn, dây zin Makita luôn. OK, giờ mình test chức năng máy. Rồi đây là ngoại hình ha, ngoại hình của máy đó, máy nó cũng còn sáng sủa ha, đó nó cũng còn sạch sẽ sáng sủa đó. Lưỡi hợp kim thì mẻ đúng 1 găng, nhưng mà bao các bạn cắt còn ngọt xớt nha các bạn. Rồi cái máy cắt sắt Makita lưỡi 180 thì cái máy này mình bán với giá là 800 ngàn các bạn. Đó, máy này bán với giá là 800. Đó, dây là dây zin dài, theo dây zin dài 5 mét luôn, theo máy luôn. Đó, lưỡi hợp kim mẻ đúng 1 găng, nhưng mà cắt rất là ngọt. Hợp kim rất là bén nha. Hợp kim còn rất là bén. OK, cái này là 800. Rồi. À, tới mấy cái này thì hàng này là mình tiễn cho anh em không? Ha, đó mình tiễn cho anh em không. Ngoại hình máy là nó còn cực đỉnh, cực đẹp luôn. Đây mình sẽ quay sơ cho các bạn xem. Đó, máy nó còn cực sáng sủa ha. Rồi bản đế nè. Đó, bản đế mới tinh luôn, bóng dợn luôn. Ha. Rồi máy nè, bây giờ mình đọc cái thông số của máy. C7M14. Chạy dòng điện 100V, công suất là 1140W. Vận tốc chạy của máy là 5.000 vòng trên phút, độ cắt sâu là được 68mm. Xài dòng lưỡi là 180, 190 ha. Máy này thì được sản xuất năm 2017 đó, 2017 ha, đó tháng 7 2017 đó, đó. Cái máy này thì nó mới sản xuất đây thôi nha các bạn, đó chỉ là mới có được 1 năm mấy gì đó. À, dây này dây zin luôn. Thì lúc trước anh em nào có hỏi thì bây giờ mình mới về được một con này thì mình không có nhớ cái số điện thoại ha. Thì bây giờ anh em nào
Có cần thì alo cho mình. Đấy. Con này là cực đẹp luôn. Sản xuất 2017. Đây, bây giờ mình test chức năng đèn của nó ha. Đó, đèn nó còn cực sáng luôn. Đó, tự nhiên cái máy này nó bóng giòn luôn ha. Đó. Rồi. Test chức năng máy. Ok. Rồi, mình cũng cắt một đường cho các bạn xem chơi luôn. Wow. Lưỡi quá dữ. Lưỡi này lưỡi rin theo máy, cái máy này là rin theo nó luôn nha các bạn. Máy nó còn quá đẹp mà bởi vì cái lưỡi nó cắt quá ngọt. Máy này nó mới sản xuất khoảng cỡ chừng 5 năm mấy vậy. Tháng 7 2017. Rồi, với cái máy C7MB4 này thì mình bán với giá là 900 nha các bạn. Con này thì 900. Đó, máy nó còn cực đẹp luôn, cực đỉnh luôn. Mâm ha, mâm ngoại hình máy đồ còn sáng giới hết. Đó. C7MB4 900. Rồi, tiếp tục. Cũng hàng tiễn cho anh em luôn. Hàng này hàng tiễn cho anh em ha. Tiếp tục cái con Hitachi C6UV3. Đó. Con này thì nó sản xuất năm 2008. Nhưng mà máy nó còn quá đẹp. 2008 nhưng mà có cái là cái máy này chắc nó không có xài. Công suất là 100V. Công suất dòng điện là 100V, công suất là 1140W ha. Vận tốc chạy là 4100 vòng trên phút. Cắt độ sâu là được 56mm ha. Dòng lưỡi là 160-165. Sản xuất tháng 2008, tháng 8 2008. Đó, ngoại hình còn cực đẹp nha. Máy này thì nó đặc biệt là nó có cái chế độ, nó có chức năng khởi động mềm nha các bạn. Con này thì nó có khởi động mềm. Đó, cái con này có khởi động mềm. Nó chạy rất là ok. Máy còn rất là đẹp ha. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái ngoại hình. Đó, máy bóng nhó hết. Bóng lưỡng luôn. Đó, máy như là máy mới vậy đó. Sáng trưng hết luôn. Đó, hàng này làm, hàng này, mấy cái con này thì mình tiễn cho anh em. Đây, bây giờ mình sẽ test chức năng đèn trước nha. Đèn. Ồ, đèn sáng trưng luôn ha. Tại vì máy quá mới mà cái đèn nó sáng trưng, nó đâu có bị bụi bặm gì đâu. Rồi, bây giờ mình test cái chức năng. Con này thì có khởi động mềm. Thì các bạn nhớ cần phải nghe kỹ ha. Rồi, nó chạy tốc độ chậm tới nhanh, từ chậm tới nhanh. Chạy rất là im ha. Thắng đó. Ok. Rồi, mình cũng cắt một đường luôn cho các bạn xem. Quá ngọt. Lưỡi còn quá ngọt nha các bạn. Cắt quá ngọt. Nhưng mà có cái lưỡi này thì nó còn mới lắm. Nhưng mà có cái là nó bị bể hình như là 4 găng nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn muốn cần lấy cái lưỡi rin này luôn thì mình để cho các bạn luôn. Rồi mình sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm một cái lưỡi là cắt cực ngọt, không bể hợp kim nào, không mẻ hợp kim nào. Đó, mà cũng đồng thời là mình để cái lưỡi rin này theo máy cho các bạn luôn, để cho nó đẹp.
ha. Rồi với cái máy C6M14, con này thì mình bán với giá là 750 nha các bạn. Đó, hiện giờ cái lưỡi rin theo máy nó đang bị bể 4 hộp kim. Đó, nó cũng còn cắt được tương đối ha. Rồi mình cũng đồng thời hỗ trợ cho các bạn một cái lưỡi là cũng một cái lưỡi hộp kim không bể răng nào. Đó, cắt rất là ngọt. Đó cho các bạn, nhưng mà cái lưỡi này thì mình cũng vẫn đưa cho các bạn. Đó, tự vì cái lưỡi này theo máy nó rất là đẹp, thấy nó còn đẹp quá, mình thử ra mình tiếc, mình bỏ mình tiếc. Đó, mình để cho nó đẹp thôi. Đó, nhưng mà cắt cũng còn rất là ok nha các bạn. Rồi, cái máy này 750. Rồi, cũng tiễn cho anh em tiếp tục một con cưa nữa. Cái này là C6M14 ha, hàng này là hàng mình tiễn cho anh em không. Con này thì được sản xuất năm 2014, tháng 5 2014 ha, mình cũng đọc cái thông số của nó luôn. Chạy dòng điện 100V, công suất 1050W, vận tốc của máy là 5000 vòng trên phút, các độ sâu tối đa là được 57mm. Xài dòng lưỡi là 160-165. Đây, mình cho các bạn xem cái ngoại hình máy luôn, rồi mình sẽ test sau ha. Đó, máy còn cực đỉnh. Đó, hàng này là hàng mình tiễn cho anh em không ha. Đó, thì cái lưỡi với cái lưỡi này á, thì hợp kim là còn đều rang hết nha các bạn. Đó, cái lưỡi con C6M14 này hợp kim còn đều rang hết. Đó, dây thì dây riêng luôn. Rồi mình sẽ tách chức năng máy cho các bạn xem ha. Quay. Ok. Rồi mình cũng xin cắt một đường cho các bạn luôn, cho các bạn xem. Đó, lưỡi nó còn hoạt động như thế nào ha. Wow, quá ngọt. Wow, cái lưỡi này thì còn cắt rất là sướng nha các bạn. Đó, cắt rất là ngọt. Với cái con C6M14 này thì mình có giá bán là 800k nha các bạn, 800.000. Đó, ngoại hình cũng còn rất là long lanh ha, đẹp cực đỉnh luôn. Dây là dây zin C6M14, con này thì mình bán với giá là 800.000. Rồi, còn một con cuối cùng thì cái con C7M13 ha. Đây là C7M13, đây là cái ngoại hình của nó. Đó, con này cái đế thì nó bị bong một tí ha, cho các bạn ha, đế bị bong một tí. Thì cái con này thì mình bán với giá là rẻ hơn mấy cái con mình vừa test vừa qua ha. Đó, rồi mình cũng xin test luôn cho các bạn. Đây là đèn, đầu tiên là mình test chức năng đèn trước đi ha. Đó, đèn. Ok. Rồi, chức năng máy. Máy cũng còn chạy rất là êm nha các bạn. Máy hoạt động rất là ok, rất là êm. Thắng rồi cũng còn ok, ngon lành hết ha. Đó, đèn thắng nó còn ok, ngon lành hết. Rồi, mình cũng xin test cắt một đường luôn cho các bạn xem. Dạ.
cũng vừa cắt ok ha, ngon lành ha. Đó, đường cắt nè bóng dợn luôn ha. Đó, ngoại hình của máy thì bây giờ mình cũng xin đọc cái thông số của con C7MB3 luôn. Thông số cái công dòng điện là 100V, công suất của máy là 1140W, vận tốc chạy là 5.000 vòng trên phút, độ cắt sâu là được 68mm, xài dòng lưỡi là 180-190 ha. Rồi C7MB3 thì con này mình bán với giá là 750 nha các bạn. Đó, con này mình bán cũng với giá là 750 luôn. Đó, dây thì dây zin. Ok, không để coi như mình cũng có một số cái mặt hàng mình mới về mình test luôn cho các bạn xem. Đó, mình cũng có báo giá sẵn. Đó thì các bạn thích cái máy nào thì liên hệ số 0914 711 438. Địa chỉ của mình là 12/45 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, khu vực ao cá Xuân Hương nha các bạn. Đó, ngay gốc ngã tư Nguyễn Như Linh, Phạm Hùng. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.